Xin chào tất cả các quý vị và các bạn, mình tên là Phúc Trí, năm nay mình 8 tuổi. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về platform Red của mình. Và là mình phải để ở tất cả các màn mình phải đi quá x240 để còn qua màn. Và chạm vào gai mình sẽ chết nữa. Mình mà chạm vào lava thì mình cũng sẽ chết nên mình phải tránh thật nhiều thứ nên nó sẽ rất khó. Mình chạm vào lava monster cũng chết. Đấy. Chạm con gai này nó cũng chết, nhưng con gai này nó di chuyển ở trên đất nên nó sẽ rất khó, và nó di chuyển nhanh hơn mình nữa. Cái ice crystal này cũng sẽ giết mình, nhưng mà nó cũng sẽ rơi từ trên trời xuống lúc mình đi qua nên nó sẽ khó tránh. Trampoline nhất sẽ cho mình nhảy cao. Nhưng không phải lúc nào nó cũng tốt để dùng, vì là bây giờ đang có gai ở trên, nhưng bây giờ chạm vào trampoline nó lại cho mình lên, làm cho mình chết. Bây giờ mình phải lấy kiếm rồi mình còn còn qua màn để giết mấy con quái vật. Con quái vật này nó sẽ giết mình nên mình phải dùng kiếm để mình chém nó. Màn này là có con quái vật và có ba con quái vật, hai con quái ý vật mà chém được một con quái vật này là sẽ không chém được. Con quái vật đấy nó sẽ khó nên không chém được cho nó khó. Màn 14 là mình phải nhảy ở trên mấy cái đất nhỏ này để mình còn đến đích. Nhưng mà đừng có, nhưng mà mình mà rơi xuống là mình rơi vào lava. Ở màn cuối cùng thì mình mà sờ boss thì mình sẽ chết. Và mình sẽ không chém được con boss, mình chỉ chém được mấy con quái vật bé thôi. Sẽ có một cái vòng tròn đỏ này, mình phải chạm vào vòng tròn đỏ để thắng. Sẽ có một con ở đây đứng canh nên là mình phải rất cẩn thận, nhảy đúng một cái đất mảnh đất này xong rồi chém nó xong mới vào được cái chỗ đỏ đấy. Vì là phải chạm vào giữa chỗ đỏ đấy thì mới thắng được, chạm vào cạnh của nó sẽ không thắng. Màn 15 thì mà đi qua x240 là sẽ không thắng, và phải chạm vào cái hình tròn màu đỏ thì mới thắng được. Nó sẽ rất là khó vì là phải nhảy đúng vào cái đấy. Lâu quá rồi, bây giờ mình kéo luôn đi. Bây giờ mình chém nhá, xong mình chạm vào đấy là nó sẽ lưu thời gian của mình và sẽ ghi nghĩa chiến thắng, và mình sẽ chiến thắng. Và hero nhá thì là
mình mà chạm vào các thứ spikes, lava monster, ice cream store và boss thì là mình sẽ quay lại, xong mình sẽ rơi xuống. Và mỗi mỗi level khác thì nó sẽ có x mà nó rơi xuống, y mà nó rơi xuống đất sẽ khác nhau, nên mình nên ở mấy cái màn thì mình phải làm thế. Và ở đây nhá, để mình biết là x bằng hơn 240 ở mỗi màn thì mình đã làm thế này. Và đợi đến x 240 ở màn nào cũng thế thì nó sẽ quay lại từ đầu. Ở kiếm nhá thì lúc mình bấm dấu cắt nhá thì nó sẽ kiểm tra sót bằng một hay chưa. Sót mà bằng một rồi thì là mình sẽ có kiếm, xong nó sẽ từ trên nó xoay xuống. Nhưng mà mình phải ăn được kiếm thì sót mới bằng một, chứ ăn kiếm là sót bằng không là mình sẽ là sẽ không được. Và ở mình mà có thời gian thì mình muốn là lúc mình chạm vào kim là ở màn 20 nhá, là mình sẽ có một cái kim cương này, và mỗi màn nó sẽ cho mình một kim cương. Mình mà ném trúng kim cương vào một con quái vật là nó sẽ là con quái vật sẽ biến thành một kim cương nữa để mình ném. Mình mà bị ném trượt nhá là mình phải sang level tiếp theo để nhận được một kim cương nữa. Và lúc mình ném vào nó mà trúng con quái vật thì nó mới đổi thành một cái kim cương nữa để mình ném tiếp. Mình rất là thích platformer này vì là nó chơi vui và có phần cực kỳ khó, và mình thích chơi khó. Con chia sẻ thêm là con gặp khó khăn gì khi làm bài này không? Khi làm bài này á thì mình gặp khó khăn là lúc mình lập trình là mình bấm nhảy nhá, là nó sẽ nhảy lên xong rơi đi xuống, và lúc bây giờ nhá, nó mà ở trên đây nhá, nó sẽ lơ lửng như thế, nhưng mà mình phải có cái này nhá, làm cho nó sẽ rơi, làm cho nó. Nhưng mà để làm cái này con thấy rất khó. Xin chào các quý vị và các bạn đã nghe chương trình của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.